xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Quá chán luôn. Dịch này nó hại ghê. Không biết là chừng nào mà khách đông lại đây. Khách du lịch không dám đi. Thì sao? Gì vậy? Vừa lòng ông. Đó, mua cho ông vừa lòng đó. Trời đất ơi, thiệt. Tôi nói thiệt không biết. Ông mà nghe lời ai suối biểu gì đó. Mấy tháng nay ha, đòi làm du lịch tại gia ha, sinh thái đồ ha, giường tựa không làm, bỏ ra cỏ cao ngút đầu luôn. Trời đất ơi, không hiểu sao, thiệt tình là mình làm nông mà làm ruộng thì cứ làm nông làm ruộng đi. Bày đàn ta theo ta làm chi hả? Đài tôi không hà. Đài cái gì? Bởi vậy bà không hiểu ý tôi làm cái này là làm cho bà. Sao làm cho tôi? Không lẽ quanh năm suốt tháng suốt đời bà làm ruộng làm giường thôi sao? Tôi muốn bà đổi đời, tôi muốn bà làm chủ với người ta. Bà không có hiểu đâu. Bà biết tại sao mà tôi phải mở cái khu dịch du lịch sinh thái. Du lịch tại gia. Bà hiểu tại sao không? Sao? Là vì tôi muốn bà làm chủ. Bà không hiểu cái điều này. Lời dữ lắm. Một vốn 40 lời. Ông nói sao ông? Ông nói tôi nghe tôi mê quá. Một vốn 40 lời. Mê quá trời ơi. Bây giờ lời đâu không có thấy. Mà thấy trong cái tháng này là tôi thâm thủng mấy chục triệu rồi. Đủ thứ tiền á, tiền giấy phép, tiền mua đồ, mua đạc, trời đất ơi. Bực bội quá, đây nè. Đó, chưa gì cái tiền này tốn hết bao nhiêu tiền rồi, cả triệu bà. Tôi hỏi bà trong cái việc làm ăn nào mà không bỏ vốn đầu tư nè. Muốn làm nên chuyện, muốn làm lên thì phải bỏ vốn đầu tư chứ. Ai không biết vậy, nhưng mà hồi nào mình có quen ba cái này hay không? Hả? Đây nè. Vừa làm không chưa? Nè. Đó. Mua cho ông nè, vừa lòng. Con nào cũng nói mập ú vậy đó, mập như tôi gì đó. Vừa lòng ông chưa? Ếch nhái ở đường. Cái gì ông cũng biểu mua hết trơn đó. Rồi cái gì đó, dế. Trời, dế mà cũng biểu mua. Thiệt tình, nói dế cơm. Trời ơi, để tôi mua dế chuột nhũi cho ông ăn. Nhằn hoài, thiệt. Tối ngày cứ đài tôi không hả? Bà nhằn đó rồi mà tôi làm ăn không đông nổi á, ngóc đầu lên cũng không được á. Muốn thay đổi cuộc đời cũng không được nữa. Thôi mệt quá, tôi nói chuyện với ông nữa. Thôi, tôi chưa nói hết rồi mà bữa nay sao bà kỳ vậy? Kỳ gì? Giờ bà đi đâu? Trời ơi, tôi đi ra ngoài vườn ha. Tôi phát quang bụi rậm ha, cỏ mọc cao quá rồi. Trời ơi, tôi phải làm cho nó sạch sẽ. Mấy tháng nay ông đâu có ngó ngàng gì tới ruộng rẫy đâu. Đó, cỏ nó quá trời cao rồi. Nghe chưa? Cái gì? Tôi cấm bà nha. Cấm cái gì? Cấm bà đụng tới cái một lá cây, một cái cành cây, một ngọn cỏ của tôi thôi ha. Là không được luôn. Bà cứ để tùm tự nhiên cho tôi. Vậy mới giống sinh thái hả? Chứ sao? Trời đất ơi, nó tùm lum tà la mà giống cái gì? Giờ nó dơ muốn chết rồi. Dơ cái gì? Bà đem mấy con ẩn ương, mấy con nhái, mấy con ếch này thả vô lu ha. Hoặc là mấy cái ao phía sau đó, cho nó bò tự nhiên, nó bơi tự nhiên. Chưa hết nữa, mai mốt bà mua rắn nữa nha. Trời ơi, mua rắn về thả dưới cho tôi nha. Mà chưa hết nữa. Trời ơi, cả rít, con rít luôn. Rít á, đi bắt đi hen. Không ai bán đâu hen. Đi mua đã cho tốn một mớ tiền rồi biểu thả ra cho nó bò tràn động vô cắn vợ con ông hay chi. Khổ ghê luôn vậy. Trời ơi, chưa hết đâu ông á, ông kỳ cục lắm. Sao vậy? Ông biểu tôi là phải đi mua khăn rồi ha. Phải khăn cho sang trọng rồi ha. Đó. Bởi vì bây giờ bà mới nhớ phải không? Bà lao mấy cái bếp nha, mấy cái tủ rồi cho sạch sẽ nha.
Nếu bà mua khăn bà phải khăn xịn nha. Chứ tôi thấy cái khăn của mình á là nó đổi màu rồi đó. Đó, cái gì cũng bỏ tiền ra mua. Mua về cái đâu có khách một người nào đâu. Toàn là ông tiếp đãi mấy ông bạn nhậu của ông không à. Đó, đại làm cái sự du lịch sinh thái. Tôi không thấy tôi khỏe mà toàn là tôi cần tôi còn oxy nữa. Kéo mấy người đó về đây, tốn tiền không à. Trời ơi, bạn bè ông á, tôi nói thiệt cái ông già đầu mà ông dại hết. Trời ơi, nó tưng bóc ông cái là mồi bao nhiêu cũng đem ra cho chiến hữu. Còn nó đem qua có chuyện xị rượu à. Ai lời, ai lời. Bởi vậy, đúng rồi đàn bà không có hiểu gì hết á. Ồ, bà tưởng là tôi nhậu khơ khơi à. Trời ơi, đó là tôi nhậu tiếp thị. Tiếp thị gì? Tiếp thị với đối tác của tôi. Đó, nhờ những cái cuộc nhậu đó đó, mấy đối tác của tôi, mấy bạn bè của tôi đó mới giới thiệu cái khu sinh thái của mình cho những người thân của, hoặc là người khách ở đâu đó người ta muốn đi sinh thái, đi du lịch thì người ta biết ở chỗ này. Khơ khơi à. Thôi mệt quá, nói chuyện với ông giống như là nói cái đầu gối sướng hơn. Lúc nào cũng vậy á. Thấy bà thay đổi nhiều lắm à nghe. Thay đổi cái gì? Tôi nói thiệt với ông á nghe. Tôi thấy ông á là thay đổi đó. Ông biết ông học theo ai đó. Tối gì đi vợ không à. Đó, bây giờ tối ngày ngồi đây ngồi uống trà chỉ tay năm ngón múa này múa kia, không tiền bỏ ra một cắc mà còn bắt tôi làm này làm cái nọ. Trời ơi, đó bây giờ đó mua cho đã giờ biểu thả. Thả, mua rắn rồi ha, mua rít gì. Tôi thả vô giường ông á. Vừa lòng không chưa? Ngằn hoài vậy. Trời ơi. Vậy tôi hỏi bà là cưới vợ để làm cái gì? Nhưng mà chồng chứ phải cha. Bà này. Vậy mà làm ăn cái gì không biết nữa. Gia đình không êm ấm làm ăn cái gì. Ủa sao vô không cho hay vậy? Khu du lịch sinh thái em ơi, xin kính chào quý khách. Thôi ngồi đi. Dạ. Bà dẻ quá. Chú hai, bữa nay là coi như là mình ế phải không? Mày trù tao hả? Không có phải trù. Sao mày nói ế? Dạ, ý con nói á. Tao làm ăn mà nói ế là gì? Dạ không phải. Ý con là có bữa nay là mình nhất cử lưỡi tiện. Nhất là coi như là bữa nay thấy cái màu ui này không có khách rồi đó. Mà thứ nhì đó là con mới ăn độ. Ê, sáng điều chiều chuối mới ăn cây. Ngon lắm nha. Mới ăn cây. Bây giờ với cái cơ hội mà con mới ăn đó, với lại quán mình chưa có khách á, bây giờ chú cháu mình làm một cái tiệc cho nhỏ. Con bỏ rượu, chú bỏ mồi, hai chú cháu mình vừa đối ẩm mình vừa bàn cái chuyện mình ăn đi. Vậy hả? Dạ. Thôi. Mày nói bàn chuyện làm ăn với tao, tao nổ ốc hết trơn đó nè. Dạ sao nổ ốc? Hùng vốn với tao hả? Dạ. Mày biết có nghề ngỗng gì đâu mà hùng vốn với tao. Về mày lo giường ruộng của má mày kìa. Bà nhằn mày dữ lắm đó. Suốt ngày mày chỉ ôm mấy con gà thôi hả? Chú hai bên phe con mà nghe lời má con chi? Thời buổi này mà mần ruộng. Mình phải ngóc đầu lên chứ. Phải không? Là bây sao? Giờ cái chuyện má con để con bên này. Ờ. Trong cái khu du lịch chú hai á, chú hai chỉ thấy cái nhỏ mà không thấy cái lớn. Lớn chỗ nào? Nghe con phân tách cái lớn. Trước tiên hả chú, cái vườn sinh thái nguyên sơ của chú hai nó khác ở chỗ người ta, chỗ này là nó nguyên sinh. Đúng. Nó hoang sơ. Đúng. Nó rừng rú. Quá chính xác luôn. Còn ở đây mà con nổi da gà mừng. Đó, nó ăn là ăn chỗ đó đó. Đang đi bị phiệp nhào ra xíu. Thấy ghê lắm. Nó thiên nhiên rồi phải không? Khách tới đây, ngoài cái sự hồi hộp đó ra, còn coi đá gà. Mà đá gà là gì? Là môn truyền thống dân gian từ hồi xưa. Mà sinh thái là gì? Chúng ta đưa con người trở lại nguyên thủy ngày xưa. Thấy thấy chứ? Tao không ngờ cái đầu của mày nghe. Dạ, đá gà đừng ăn tiền thôi. Trời ơi, có lý đó. Có lý không? Có lý. Rồi, vậy bây giờ mình làm mồi đi cái là mình... Được rồi, được rồi. Dạ, được dạ, rồi. Dạ. Mày bia hả? Dạ. Mồi là tao hả? Dạ. Hay là con gà này? Ê, cái gì vậy trời? Chú hai bậy à. Chú nghĩ sao vậy? Người ta mới ăn một cây. Con ba gà, con ăn thịt gà nghĩa là gì? Ăn thịt đồng loại vậy? Dám. Bây giờ con bỏ bia. Chú hai kêu thiếp mặn gì có gì mặn đó. Rồi. Rồi. Bà ơi. Vậy. Bà coi gà hay vịt gì đó bắt làm cái món nhậu cho tôi coi. Còn gì đâu mà làm. Có con vịt à. Để đẻ trứng có đòi làm nữa hà. Còn tưởng là con vịt khách hả? Khứa đối tác hả? Thằng ba gà chứ ai. Nó khôn quá ha. Nó kêu ông đưa mồi phải không? Trời ơi tôi biết hết rồi. Chú hai. Trời số đó khiến không cho thím hai làm vợ con. Trời mày. Bả mà vợ con quánh ngày tám chắc. Mày dám quánh tao không? Mày quánh đấy nè. Ủa mấy ngày hả? Ờ không có. Con đấm lưng ngày tám chắc. Mẹ đáng yêu. Ơi. Bả nghe hả? Sao không nghe? Thôi. Tự nhiên nó nói là con lỡ lời nhau. Không phải. Ý trời trời. Chú hai. Dạ. Alo. Anh hả? Hai.
Honey. Trời ơi, Honey, Honey nhớ em rụng rời tay chân luôn á. Trời ơi, tao nổi ốc hết trơn nè. Ở miền quê mà, nắng sớm mưa chiều. Trời. Lúc nào cũng vậy, anh nhớ em như đứt từng đoạn ruột vậy á. Chừng nào đâu đôi mình mới gặp lại nhau. Em về tới quê anh rồi nè. Hả? Em về tới quê anh rồi nè. Cái gì? Em xuống tới đây luôn hả? Thì bây giờ cho em vô nhà gặp anh đi. Không có được đâu, không có được đâu. Ủa giờ chứ làm sao? Em về tới đây rồi nè. Đứng yên cho đó đi, cho đó anh biết rồi. Anh ra lẹ, anh ra lẹ. Ok, vậy ra lẹ đi, em đứng đây em đợi á. Cái gì vậy? Chết con rồi. Cái gì chết? Hoàng gia. Cái gì hoàng gia? Thành phố xuống. Ủa sao thành phố xuống mà hoàng gia là sao? Là hoàng gia chứ sao? Con là... chạy về đây rồi mà về theo. Là con bồ mày đó hả? Dạ. Vậy mà hoàng gia sao? Trời ơi. Cái gì? Bồ xuống phải không? Dạ. Đưa vô cái chỗ này, đưa vô cái sinh thái của tao để tao kiếm tiền mở hàng coi. Dạ không phải. Đâu về gặp ba má con. Biết tính ba má con rồi về chặt cái đầu chứ nghĩ sao nữa. Trời. Mày thôi bây giờ con phải đi ngoài liền. Rồi về khắp đặt khắp số biết là chết liền luôn đó. Đi nha. Rồi vụ thằng bia với dịch làm sao? Thôi xuống luôn đi. Nói chơi thôi, từ từ tính đi. Về vui quá. Trời ơi, tự nhiên nay vui quá mà. Ý, công nhận là nhất bằng hữu đáo phương lai của bạn xa ghé thăm là trong lòng thấy vui, nhưng mà cảm thấy nó sai sai với cái câu ông bà dạy hồi xưa là đỏ tình thì đen bạc, là mình mới ăn cái gà thì mình làm gì mình có tình yêu này người ta, mà tự nhiên mình vừa ăn gà mà tình yêu thành phố về nữa. Ok, có khi nào á là thời thế đổi thay, có khi nào con người mình thời tới cản không nổi không, sẵn sàng thời tới mình sẵn sàng đón thời. Ý, không được, quên nữa, má mình á là không có chịu vô thành phố mà tự nhiên mới xuống đây. Má mình biết là mình ăn ở với con người ta vậy là má mình trời ơi, bên Tình bên Hiếu mình chọn bên nào ta? Nếu mà chọn bên Tình thì bên Hiếu rồi xong, tuyệt tự luôn, bất hiếu luôn. Mà nếu mà chọn bên Hiếu á thì trời ơi, ổn à, dễ gì cưới được vợ cao như cái che miễu này được. Cưới hốt đồ bà này về hả? Tết nhất hả, đi bẻ dừa, đi quét vô cho nhà ta cũng kiếm bộn tiền à. Nhưng bây giờ sao bên Tình Hiếu bên nào nặng ta? Tình Hiếu. Ê, xin lỗi. Trời, bên Tình hối nữa hả? Sao ta? Bây giờ sao ta? Bên Tình, bên Hiếu. Thôi, kể đi. Bây giờ tới hai tới đó thì cùi đâu có sao lỡ. Coi sao? Biết lẽ không? Anh ơi, sao để anh ta đợi lâu quá vậy? Thiết Lan, nói nhỏ nhỏ. Anh dạ. Hỏi nè. Dạ. Sao em quyết định lặn lội xuống đây tìm anh mà không cho anh hay trước một tiếng được sao? Em nhớ anh mà. Với lại á, em là bạn gái của anh, bây giờ em qua nhà bạn trai em cũng phải xin phép nữa hả? Không phải là xin phép, chỉ là cho người ở dưới đây hai thôi. Mà em chưa có về nhà được đâu. Sao vậy? Em hỏi câu đó là bởi vì em không có hiểu cái bụng của má anh nên em hỏi như vậy. Má anh đó là người miền quê, sống cổ hủ, là chỉ thích người miền quê thôi, không có thích người thành thị. Má anh muốn con dâu ha, là ruộng vườn nè, nữ công gia chánh này, bếp núc này, theo má đi bằng ruộng. Chứ không như vậy được đâu, về là chết luôn á. Ủa, em với anh á là sống với nhau như vợ chồng ở trên thành phố rồi, bây giờ anh về anh nói vậy là anh muốn quẹt mỏ hả? Em làm bên vô gài quẹt mỏ. Đâu. Tôi không có nói bạn ha, bạn không có quẹt mỏ. Con gà nó ăn nó quẹt là nó lịch sự, nó trùi miên, chứ không phải quẹt mỏ. Cái từ đó là cái người phản phúc. Anh đâu vô phản phúc mà. Anh đang tìm cách để cho em về đây mà. Ủa anh tìm cách? Vậy anh lựa lời nói với mẹ anh chưa? Trời ơi, lựa lời gì mà 3 tháng trời rồi em đợi quá lâu luôn á. Tôi vẫn chưa chịu nói gì cho mẹ anh biết đi. Thì ba em đợi mà không biết đâu á. Giờ anh không dẫn em về gặp má anh đúng không? Em sống ở đây rồi, em chết đây luôn cho anh coi, không chịu đâu. Dưới này chết thành trọng chết trôi á, sông dưới này nhiều lắm á. Nè, nhìn cho kỹ vô. Thôi mệt quá, thời buổi này dịch tràn lan, em đã xuống tới đây là biết em có thể sanh Covid rồi. Được hai mũi chứ gì, phe chứ gì. Chứ mà chưa đâu nha, mỗi xã mỗi khác nha. Cái xã của anh nó đang rất là căng, mặc dù em có BC Covid, nhưng mà em xuống đây, em vẫn bị cách ly 21 ngày. Trong 21 ngày đó, tích đi tích lại, em dương tính một cái.
nhốt 21 tháng. Wow. Wow, kiến thức ạch rộng quá trời luôn á. Tưởng chưa? Khùng hả? Khùng hả? Không biết cái đó mới khùng. Mình phải là người dân mình mới hiểu biết cái dịch tễ để mình né phòng tránh, hiểu chưa? Alo, tôi đâu có đi. Đang có nói về vấn đề đó đâu. Vấn đề khác. Gì khác gì? Không phải 21 tháng. Chứ gì? 9 tháng 10 ngày là ra rồi. Chứ đi là cái gì? 9 tháng 10 ngày sao nó giống ầu ơ với dầu. 9 tháng cu mang với muôn ngày lẻ. Cái yes. gì? Cái gì? Là cái gì? Đúng rồi đó. Tôi có con với anh được 3 tháng rồi. Đâu anh coi? Trời nó sinh đôi sinh ba hay gì mà nó trả lạ ba đứa tổng trời. Bộ tiêu anh tính gì? Cái gì? Có bầu với tôi hả? Ủa? Ủa alo? Lẩm nhẩm gì đó? Tính ngày hả? Thì anh đi ngược thời gian coi cái đoạn hai chúng ta gặp nhau là bao lâu mà con mấy tháng. Dạ. Ê anh nói là tôi có bầu với người khác không phải anh đó hả? Anh quá đáng lắm luôn á. Không phải vậy mà anh tính là đám giỗ năm sau ngày nào nó đẹp đó mà. Đám giỗ năm sau ngày nào nó đẹp. Vậy bây giờ anh có đưa tôi về gặp mẹ anh không? Tôi đứng đây hoài luôn, tôi ở đây hoài luôn, làm má ở đây luôn. Sao ở dưới này được? Xứ này không phải là xứ em. Xứ này là xứ nhà, không phải như trên trển. Cái chuyện gì dưới này nó nổ tung ra nó. Cái vùng sinh thái nguyên sơ của chú hai nó khác ở chỗ người ta chỗ này. Là nó nguyên sinh. Đúng. Nó hoang sơ. Đúng. Nó rừng rú. Quá chính xác luôn. Nó ăn là ăn thù đó đó. Chứ... À, cái gì? Bộ xuống phải không? Dạ. Đưa vô cái chỗ này. Đưa vô cái sinh thái của tao. Để tao kiếm tiền cái mở hàng coi. Cái gì vậy? Phải. Em sẽ ở lại đây. Hả? Em ở lại đây hả? Phải. Em sẽ ở lại đây. Vì em là một thượng khách, em sẽ được đối đãi như một thượng đế. Phương Nam vui bao câu ca. Hàng dừa xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc giờ khóc giờ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương nam vui lắm à nghe.